Thế như mọi người thật sự dụng công, thật sự niệm Phật, trong tâm nổi dậy phiền não. Nói vậy phải làm sao đây? Khi gặp phải chuyện thuận theo ý mình liền khởi lên tham ái. Nói vậy lòng tham thì niệm A-di-đà Phật, đem lòng tham đè xuống. A-di-đà, niệm A-di-đà Phật lại đè lòng tham xuống, không để nó khởi tác dụng thì gọi là có công phu. Nếu gặp phải chuyện không vừa ý lại nổi dậy phiền não, khi khởi lên tâm nóng giận thì niệm A-di-đà Phật, đem tâm nóng giận đè xuống, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm mãi đè nó xuống, tuyệt đối không thể không để nó khởi tác dụng. Đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật không phải là hát cho A Di Đà Phật nghe, không phải vậy. Giờ đây mới biết, khi công phu của bạn đạt đến một niệm không sanh thì lúc đó không cần niệm Phật, vì tâm bạn thanh tịnh, thể vừa động thì lập tức niệm A Di Đà Phật, đem phiền não tạp khí, hỷ nộ ai lạc, ái ác dục, thảy đều đè xuống, không để cho nó khởi tác dụng, thì gọi người này là người niệm Phật. Đây là phương pháp khắc phục phiền não, sám trừ nghiệp chướng.